có thể vào Lucidchart đăng nhập bằng Google để hoặc là đăng ký bằng Google để chúng ta có cái tài khoản đăng nhập vào. Hoặc là làm giống như tôi lúc nãy ạ. Đó, chúng ta bấm vào cái shape này này, gõ cái RD ra. Đó, nó sẽ tích vào đây, nó xếp xuống thì nó sẽ xuống đây. Thấy chưa? Xong trong này thì các bạn cầm cái hình này, một trong mấy cái hình này tùy thích cầm cái nào, cầm kéo ra ngoài. Thấy chưa? Xong rồi đây là mỗi một cái bảng và ở trên này là tên bảng. Ví dụ chúng ta sẽ làm về trang tin tức chẳng hạn. Đúng không? Thì chúng ta cũng cần phải có người quản trị thì sẽ là bảng về user hoặc là user này thường là tài khoản, có thể là tài khoản quản trị hoặc là tài khoản của member đăng nhập vào. Thì key là cột ID này. Được chưa? Tên cột là ID này. Kiểu dữ liệu là INT này, AI này. Đúng không? Được chưa? Kiểu dữ liệu là INT tức là số, AI là auto increment. Được chưa? A gạch dưới I. Đây nếu thích viết chi tiết. Tiếp theo là cột về name. Name ở đây thì là va cha rồi đúng không? Va cha. Tiếp theo cột về email. Cái này sẽ là va cha. Và nó sẽ là unique đúng không? Unique. Được chưa? Bây giờ thêm cột thì chúng ta nhìn thấy cái số đây không? Thêm vào. Được chưa? Đây là password. Password. Đây là cái gì nhỉ? Avatar. Va cha. Tùy thích để va cha để không để thôi. Như nếu nếu như các bạn thì tôi chắc là tôi sẽ yêu cầu viết va cha đấy, bởi vì các bạn chưa quen với các cái kiểu dữ liệu này cho nên phải định nghĩa ra từ ngay từ đầu. Tiếp theo đến cái gì? Hả? Thôi tạm thời thế thôi nhá. Rồi xong bảng user. Xong. Tiếp theo là bảng chúng ta sẽ đến với cái bảng bảng gì nhỉ? Bảng gì bây giờ? Bảng bảng bài viết đi. Ví dụ bảng bài viết lại cầm kéo vào. Đây là bài viết tiếng Anh là gì? Ui, ông Văn ông ngủ. Thằng Tú vải nó phát. Ê, mạnh ạ. Ông ngủ ông díp mắt kìa vào. Mày làm cái gì mà đến giờ mày vẫn mệt mỏi thế hả Văn? Hả? Lại chả thế. Ngủ sớm. Ngủ với từ bây giờ thì đúng là sớm thật. Dã man luôn. Từ sau thằng nào mà ngủ gật tôi đuổi ra ngoài. Cho nhanh. Tập trung vào đây xem đây này, tối về phải vẽ đây này. Cứ nhân 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 nhân. Bảng bài viết chẳng hạn post. Được chưa? Post này cũng có ID này. INTAI này. Được chưa? Xong bảng tiêu đề bài viết đúng không? Là title. Được chưa? Nó lại là va cha. Va cha. Sau đó là gì? Mô tả ngắn. Tức là cái ví dụ chúng ta vào một bài báo ấy. Ví dụ vào 24 giờ như này này. Chúng ta có một cái bài báo thì chúng ta nhìn thấy cái đoạn màu đen đen này đúng không? Nó khác hẳn so với những cái đoạn text khác. Đúng chưa? Thế vậy thì nó sẽ là cái phần này người ta sẽ để nó là short DSC, short description là va cha. Khoảng bao nhiêu ký tự đấy? Được chưa? Đó va cha. Sau đó cái nội dung chính ở dưới này này. Đúng không? Thì chúng ta sẽ để nó là gì? Nội dung là gì? Tiếng Anh nội dung là gì? Hả? Content. Text. Được chưa? Rồi đến gì? Đến gì? Feature image. Ảnh. Đúng không? Va cha. Xong đến gì nữa? Author. Cái bài viết này được viết bởi người nào đúng không? Author ID. Đúng chưa? Thì nó là in. Và cái này tôi tạm thời viết vậy thôi. Và chúng ta nhìn này. Cái author ID nó sẽ liên quan đến bảng user đúng không? Đúng chưa? Bởi vì phải biết được là ai viết ra cái bài này. Chuẩn chưa? Thế vậy thì làm sao? Bây giờ giải quyết quan hệ như này. Cầm nhìn này. Nhìn nó có cái dấu chấm màu đỏ hồng hồng không? Đấy, cầm
kích vào kéo sang. Đây là thể hiện quan hệ một nhiều giữa bảng user và bảng post. Lật lại mình xem, một bài viết thì có mấy tác giả? Một tác giả. Và một tác giả thì có nhiều bài viết. Được chưa? Như này là hiểu đúng không? Rồi gì nữa? Mỗi bài viết thường thường nó thuộc một cái danh mục nào đấy, đúng không? Chúng ta lại có bảng là bảng category, là bảng danh mục đúng không? Thì bao gồm là lại ID, INT, AI. Rồi gì nữa? Name và trà đúng không? Tên danh mục. Rồi gì nữa? Rồi gì nữa? Loại gì nữa? Hả? Ví dụ bài báo thì còn thể loại nào nữa? Hả? Gì nữa? Description, mô tả cho cái danh mục này. Text. Xong chưa? Rồi, bây giờ một bài viết thuộc mấy danh mục? Bài viết có thuộc danh mục không? Thế một bài viết thuộc mấy danh mục? Một bài viết thuộc một danh mục thì đây là gọi là category ID. Và một bài danh mục có bao nhiêu bài viết? Đại nối vào. Thế thôi, đây, nối vào. Bây giờ gom lại, bây giờ chúng ta thu nhỏ vào thì chúng ta sẽ có cái giao diện, cái thiết kế trông như thế này. Được chưa? Và sau này cái dữ liệu của chúng ta nó lớn lên, các thực thể nó nhiều lên, thì chúng ta sẽ có những cái bảng trông nó như này này. Có số lượng bảng trông nó rất là kinh. Đâu nhỉ? Đây. Đây này. Đấy. Chỉ có nối lằng ngoằng với nhau rồi. Được chưa? Thì chúng ta nhìn như thế này, ví dụ tôi sẽ giải thích được, ví dụ chúng ta nhìn vào cái hình này. Đây, cũng là về bài viết và sản phẩm để bán hàng ấy. Ví dụ chúng ta để ý này. Ở đây chúng ta có sản phẩm đúng không? Nhìn vào đây chúng ta biết là một sản phẩm có nhiều tag. Đúng không? Một sản phẩm có cái này, hình này là từ đâu đến đâu đây? Tiếp theo, để coi. Đây. Một sản phẩm có thể được comment bởi nhiều comment. Đúng chưa? Một sản phẩm có nguyên cả một cái gallery. Đây này. Đúng không? Tức là một sản phẩm có thể có nhiều ảnh. Đúng chưa? Một sản phẩm thì nó sẽ thuộc về một kiểu sản phẩm. Một sản phẩm thì sao nữa? Một sản phẩm có gì? Đây này, một sản phẩm có thể có nhiều order detail, tức là chi tiết hóa đơn. Được chưa? Đó, cái đoạn này nó khá là lằng nhằng, tính sau. Được chưa? Đó, nhìn vào như thế này thì chúng ta sẽ hình dung ra được là cái kiến trúc của cái cơ sở dữ liệu của chúng ta ra làm sao. Và sau này khi chúng ta thực hiện các câu lệnh ấy thì sẽ biết được là các câu lệnh của chúng ta cần phải thực hiện như thế nào và từ bảng nào. Được chưa? Đó là về cái thứ mà tôi vừa mới giúp các bạn làm ở đây này. Cái này người ta gọi là cái Entity Relationship Diagram. Nó tên là như thế này. Entity Relationship Diagram. Biểu đồ. Diagram là biểu đồ. Entity là thực thể. Relationship là quan hệ. Biểu đồ quan hệ thực thể. Cái này là thực thể này. Cái này là thực thể này. Còn cái này là quan hệ này. Quan hệ một nhiều hay quan hệ nhiều nhiều hay quan hệ như thế nào đấy thì nó đánh dấu bằng những cái này. Bây giờ cái này gọi là cái ERD hay là Entity Relationship Diagram. Được chưa? Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ dựa vào cái này, tôi tạo ra bảng trong cơ sở dữ liệu.
Xong chưa? Xong nghe RD chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ tạo trong cái bảng trong cơ sở dữ liệu, ví dụ K31B1 này. Tôi sẽ tạo ra cái bảng là bảng user trước đi, user SC. Ở đây là ID, chứ quên, xin lỗi các bạn. ID này, kiểu dữ liệu là INT này. Key đúng không? Tiếp theo là cái key này thì cần phải, từ đây là name. Name đúng không? Kiểu dữ liệu là vacha. Rồi từ từ thì tôi set lại cái ID này, nó phải là auto increment đã. Rồi xong rồi. Tiếp theo là đến email. Email lại vacha. Tí nữa chúng ta sẽ đặt unique cho nó sau. Tiếp theo là password. Password lại là vacha nữa đúng không? Và cuối cùng là avatar. Avatar và kiểu dữ liệu cũng là vacha. Các bạn có cái thằng email này là not null này. Email là not null. Name cũng phải not null. Xong chưa? Có nhìn thấy gì không? Không cho to, to lên được đâu nha. To hết cỡ rồi. Xong chưa? Thằng kia.
Xong chưa? Rồi xếp xuống đây tạo ra bảng user SC. Được chưa? Thế xong bảng user đúng không? Chúng ta tạo ra cái bảng thứ hai. Bảng thứ hai là bảng gì nhỉ? Đây. Post đúng không? Thì tạo ra thôi. Gồm cái post này gồm ID này, title, short description, content đúng không? ID này. ID. ID nhớ có auto increment nhá. Title này. Short DSC. Short description là text. Text cái vacha nhỉ. Vacha. Content. Text. Ví dụ title này thì không được null này. Đến cái gì? Feature image. Vacha. Author ID. In. Đúng chưa? Và category ID. In. Xếp xuống bảng này là bảng post. Xong. Xong chưa? Đấy xong bảng post, bảng cuối cùng là bảng gì? Thằng nào chưa xong? Đâu, có cần chờ đợi gì không? Có cần chờ không? Đây. Hay là nhìn vào đây là dễ nhất này các bạn này. Nhìn vào cái này là dễ thấy nhất này. Bởi nó đủ to. Đúng không? Ở kia tôi không phóng to được. Có cần phóng to hơn không? Gì? Sao? Cái kia nó có cái CG USB xịt cạnh dưới xịt. Cái gì đây? Cái gì đây? PHP cái chỗ mà form trên T3 à trên W hay chấm hay chấm gì gì đấy hả? Hay là như nào? Cái đô la cạnh dưới CG có cái PHP xịt cạnh dưới cell. Để làm gì? Em nào vẫn không hiểu nó là gì. Đâu quay đây xem nào. Nhưng mà dùng mày học cái đấy để làm gì? Tại vì nó form là form đấy. Làm form nó nhập. Form tôi chẳng bao giờ tôi phải dùng đến cái đấy cả. Cái này dùng làm gì? Muốn dùng là cái gì thì đơn giản là action cái gì đấy. Chẳng biết nó là cái gì luôn. Tôi chẳng biết nó là cái gì luôn. Thề luôn. Mày tìm hiểu những cái thứ này làm gì hả Tâm? Giống như người bình thường thế nào? Sao càng ngày tôi càng thấy ông giống người ngoài hành tinh vậy? Chứ con chẳng liên quan gì. Bởi vì đăng nhập đâu có liên quan gì đến cái cell đấy đâu. Đăng nhập thì gửi podcast bình thường thôi. Không có gì gọi là cao siêu đâu. Một cái form bình thường mà submit lên một cái đường dẫn bình thường.
method dạng post là được. Nhớ đừng gửi method dạng get, nó đánh đấy. Thế thôi. Method dạng post thì biết lấy dữ liệu như nào rồi đúng không? Ờ, xong rồi compare với cơ sở dữ liệu là xong. Thằng nhà quê. Xong chưa? Tiếp theo tạo nốt bảng cuối là bảng category đúng không? Gồm cái bảng này thì dễ. Gồm in ID, name và description. ID. Nhớ auto increment nha. Name, description. Tag. Name này không được bỏ trống. Ctrl S xuống đây, category. Nhớ đặt tên số bảng là số nhiều nhá. Chuẩn bị học đến roi giết là khổ ấy. Group having. Xong chưa? Xong chưa? Chồng bọn này vẫn còn đang phải nhìn nhau lắm. Thằng Tiềm này mày ngó cái gì nó vậy? Nó không nhìn thấy cái gì trên bảng à? Không có kính với nhiều người yêu đúng không? Cho nên mới không mang kính đúng không? Xong chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy là khi mà chúng ta vào cái table này, chúng ta chọn cái diagram kiểu như này, nó hiển thị ra đúng ba bảng của chúng ta với những cái thiết kế, nhưng mà nó không có cái nối, đường nối không có nối niếc gì đúng không? Chuẩn chưa? Thế bây giờ muốn có đường nối thì chúng ta làm nào? Nó bỏ cái diagram đi. Ví dụ chúng ta xem ở trong thiết kế này, xem trong thiết kế đó là cái post nó sẽ có quan hệ là một nhiều với cái nhiều một với cái thằng user này đúng không? Đúng chưa? Thông qua cột là category. Đúng chưa? Được chưa? Bây giờ chúng ta làm nào? Đây làm như này. Vào bảng post này, kích vào bảng post, chuột phải design table này. Design table. Sau đó chúng ta có nhìn thấy cái foreign key này không? Nhìn cái tab foreign key trên này này. Kích vào add new hoặc là nút cộng ở dưới ấy. Có thấy không? Cộng vào. Đấy, name không cần đặt. Nhớ nhà name thì chúng ta không cần đặt, kệ tí nó tự sinh. Chúng ta sẽ có cái field ở đây, chúng ta nhìn này, bấm vào cái field bên cạnh này. Cái này này. Nhìn thấy dấu ba chấm không? Kích vào field, chúng ta chọn cái author ID này. Được chưa? Không có. Không thì kích vào trong cái field đấy. Kích thẳng vào trong cái field này này. Kiểu gì chẳng có. Được chưa? Sau chọn author ID. Ok. Được chưa nhỉ? Đây là reference database. Tức là cái bảng nào. Cái database nào. Được chưa? Còn cái cột này, field này là cột của ở trong cái bảng hiện tại là cái bảng post. Xong chưa? Tiếp theo, đến reference table. Tức là đến cái bảng nào thì chúng ta kết là cái cột author ID là cái reference đến cột đến cái bảng user đúng không? Chọn user, reference field là đến cái cột ID của user đúng không? Ok. Sau đó là on delete thì chọn là cascade hoặc là restrict. Tí nữa giải thích cascade và restrict là gì thì chúng ta chọn cascade. Như này. Được chưa? Như nhau hết, cascade hết. Xong chưa?
và save nó xuống. Ở dưới này kiểu gì nó có cái nút save, save nó xuống. Đấy, xong một cái. Tiếp theo tạo cái nữa. Tạo cái nữa ở đây, cái này nó là liên quan giữa cái cột category ID của bảng post với cái ID của bảng category, đúng không? Đây cái này, chúng ta giải quyết cái này. Đúng nhá. Thì vậy chúng ta làm như nào? Lại làm tương tự. Đó là tạo một cái foreign key mới của cột category ID. Ok. Bảng là bảng category, cột là cột ID. Ok, cascade. Và cascade xếp xuống. Xong. Đây chúng ta tạo ra hai cái foreign key. Lạnh quá. Xong chưa? Xong chưa? Sau khi tạo xong thì chúng ta lại về cái object này. Cái tab object này chúng ta vào diagram, chúng ta nhìn thấy nó có cái đường nối với nhau. Thấy không? Nó sẽ có cái đường nối với nhau. Khi mà chúng ta nối như này này, ví dụ các bạn lưu ý này, khi nó có đường nối như này thì chúng ta sau này chúng ta có insert dữ liệu trong cái bảng post ấy. Đây, ví dụ tôi insert dữ liệu trong bảng này, tôi thêm mới một dữ liệu này, title có thể là bất kỳ cái gì. Đây, tôi thêm vào. Sort description bất kỳ cái gì, content bất kỳ cái gì. Feature image thì tùy. Author ID chúng ta, tôi viết số 100 vào đây. Các bạn nhìn này, thấy không? Nhìn thấy gì không? Nó báo lỗi ngay lập tức. Là không thể insert dữ liệu vào trong cái cột này với những cái dữ liệu không tồn tại trong bảng user được. Thì chúng ta phải bắt buộc phải chọn. Ở đây user ID hiện tại nó không có gì, cho nên chúng ta không được phép insert dữ liệu cho cái bảng này. Đúng nhá. Tương tự category cũng vậy. Đó là khi mà làm như thế này, khi mà có foreign key thì chúng ta bắt buộc phải tạo ra category trước, sau đó tạo ra category và tạo ra user trước, sau đó thì mới tạo ra cái gì? Bài viết được. Được chưa? Nó đảm bảo chúng ta cái yêu cầu đấy. Đó là cái khó của cái việc là foreign key, nó ngăn cản cho chúng ta. Để cái này để đảm bảo cho một việc, đó là dữ liệu luôn luôn là xác định mà thôi. Tức là ví dụ các bạn chọn một tác giả thì bắt buộc cái tác giả đấy phải tồn tại trong hệ thống của mình. Chọn một cái danh mục thì bắt buộc cái danh mục đấy phải là có ở trong hệ thống của mình. Nó không thể sai khác được. Được chưa? Nếu mà sai khác phát trên ngay. Xong chưa? Rồi, tiếp tục quay trở về cái bảng post này tiếp. Chúng ta xem cái index này. À đâu nhỉ? Quên, xin lỗi các bạn. Chúng ta quay về cái bảng user, chọn user này. Chọn design table này. Được chưa? Chọn user, chọn design, chọn index này. Được chưa? Xong chúng ta bấm add vào. Xong chưa? Nào tập trung. Hai thằng của nợ kia có nghe không? Làm đến đây chưa? Chọn đến field này, tích vào cái field name, à field email này. Ok, chọn index type là unique, index method là b3, xếp xuống. Xong thì bây giờ cái field email này nó là cái kiểu dữ liệu của, cái index của nó là
unique, tức là riêng biệt chứ không được chung đụng gì cả. Ví dụ user đây, tôi điền vào dữ liệu vào đây, name đây là admin, tài khoản là admin@gmail.com, password 123456, avatar không có. Xong nha, thêm một tài khoản này. Tài khoản tiếp theo là moderator, cũng là admin@gmail.com, 123456. Thấy không? Nó báo gì? Duplicate entry admin@gmail for key email. Được chưa? Nó không chấp nhận cái việc điền dữ liệu bị trùng ở đây đâu. Nó báo lỗi ngay. Thì đây là tôi để sửa lại thành mod@gmail.com, xếp xuống, kích ra ngoài. Ủa? Mod. Xong chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Lại điền thành công. Đó là cái index unique và foreign key cần có để tạo ra. Bây giờ xong chưa? Xong như nhỉ? Lỗi gì? Đâu xem nào. Chẳng biết cái này là cái gì. Tạo được.
kiểu máy ông bị làm sao không tạo được. Để cái này thì bây giờ kỹ năng nhanh này cái gì không theo kịp kệ mày. Lấy hỏi ra sản sản một cần chọn không đúng không? Có làm được không? Các kiểu không cần trả lời, mở mồm nó kêu không theo kịp. Giờ tôi tua lại à? Hay tôi làm cách nào để cho ông theo kịp bây giờ? Tí về xem lại video. Có quay nhỉ? Tí về xem lại video. Bây giờ yêu cầu như sau. Thực hành xong chưa? Thực hành xong cái đoạn vừa rồi chưa? Hả? À? Không được như nào? Thế à? Để tôi coi lại. Lại giống thằng này, bọn Win nó đều thế đấy. À, bởi mày chúng mày dùng Win. Mai phải cài Win mà không mày. Tôi chẳng hiểu Win ODB. Chấp nhận này đúng không? Vâng. Này đâu ra? Tôi có dùng tiếng Việt cái thằng nhà quê này. Nó tự chỉnh tiếng Việt hay chỉnh đâu? Tôi cũng không biết InnoDB là cái gì nhé, bởi vì chưa động bao giờ. Thôi kệ, tạm thời cứ vứt đấy, tí nữa về tìm cách sửa xong. Bây giờ yêu cầu như sau này. Nào, yêu cầu như sau. Cho cả lớp làm việc chung với nhau thôi. Nhưng mà đứa nào cũng phải làm, không phải là chỉ có một đứa làm cả lớp được nhé. Tôi mà phát hiện ra cái tình huống này thì chết đòn rồi. Như sau này. Việc thứ nhất là bây giờ chúng ta có nhu cầu là làm một cái website, làm một cái website về quản lý về tin tức, một cái website về tin tức. Website về tin tức. Thì chúng ta cần phải làm cái việc là xác định các cái thực thể trong cái hệ thống này. Ví dụ, những thực thể là cái gì có biết không? Tất cả những cái gì mình nhìn thấy mình quản lý hết. Đây là. Tôi nói rồi, thực thể nó là tất cả những cái gì mà mình phải nhìn thấy, mình nhìn thấy được ở trên website á, thì mình phải quản lý hết. Ví dụ tôi về trang chủ này. Từ cái đoạn này. Danh mục đúng không? Rồi. Bài viết. Gì nữa? Bài viết ảnh. Rồi video. Quảng cáo. Rồi các thông tin kiểu dạng như thế này. Cũng phải quảng cáo. Giờ. Những thông tin ở hiển thị dưới này. Cũng phải quảng cáo. Cũng phải hiển thị này. Đến logo các bạn cũng phải quản lý. Được chưa? Cứ thử nghĩ đi đã. Xem là chúng ta cần phải quản lý những cái thứ gì mà ghi lần kê cho tôi các cái thực thể. Liệt kê cho tôi các thực thể. Được chưa?
Sau đó bước 2 là xác định các thuộc tính của thực thể. Mà sau này các thuộc tính nó trở thành các cái cột của chúng ta. Ví dụ chúng ta có thể viết như này. Đây là user, đúng không? Đây là user. User này có thuộc tính là name, có thuộc tính là password, đúng không? Có các thuộc tính khác, nó cứ một cái thuộc tính này vẽ một cái đường như này, đúng không? Sau đó là cái thuộc tính này, cái thực thể nó có quan hệ với cái thực thể khác, như cái post. Thì các cái post này nó có các cái thực thể khác như này. Được chưa? Cứ vẽ ra một cái ma trận như là vẽ ra giấy. Được chưa? Vẽ ra một cái ma trận trông như này. Các thực thể quan hệ với nhau, các thực thể có các thuộc tính gì. Được chưa? Sau đó bước 3. Bước 3 vẽ lại cái RD. Vào luôn xin chặt mà vẽ nhá. Vào luôn xin chặt mà vẽ rồi. Và bước 4 là chuyển từ luôn xin chặt, chuyển từ RD sang cái cơ sở dữ liệu. Đó, đây là bài. Làm đến đâu là đến đâu tôi cũng sẽ nhận xét. Được chưa? Nhìn gì? Ghi vào. Có không hỏi, không hiểu gì thì hỏi. Bước 1 là đi xác định các thực thể, ghi chép vào. Bước 2 là từ những cái mình thứ mình ghi chép được đấy, mình vẽ lại những cái hình như này. Được chưa? Các thực thể đấy nó sẽ có những cái thuộc tính gì? Thì đây, cứ vẽ ra một đường này là một thuộc tính này. Được chưa? Xong rồi lại sang thuộc tính khác này, lại vẽ ra. Được chưa? Và từ các cái đường, từ cái hình vẽ này, chúng ta vẽ ra được cái LD. Cái LD là cái tôi vừa vẽ trong Lucid Chart đấy. Được chưa? Cái trang mà trang tên là Lucid Chart nhá. Đây này. Lucidchart.com. Đăng nhập vào Google mà vẽ. Được chưa? Sau đó là từ Lucid Chart đấy chuyển hóa nó thành cái cơ sở dữ liệu trong Navigate hoặc là trong PPMenu. Được chưa? Đó là bài về nhà. Và chúng ta phải làm cái bây giờ. Còn nếu bạn nào có, nếu bạn nào thích thì không có thể không làm theo cái chủ đề của tôi. Các bước thì vẫn như thế thì có thể là không làm theo chủ đề của tôi. Mà các bạn hãy nhớ lại cái chủ đề các bạn làm cái bài tập lớn lần trước. Tự chọn chủ đề và làm cái này để gì? Làm cái này để chuẩn bị cho database của cái bài tập lớn. Mấy nữa là chúng ta sẽ phải tương tác cơ sở dữ liệu quản lý cái cơ sở dữ liệu này với cái project đề bài của chúng ta. Gì? Thầy chỉ nốt cái lấy ảnh với cái áp ảnh lên. Gì nốt lấy ảnh áp ảnh à? Thì vào đâu? Bây giờ phải mở category. Nó có một file picture, có một cái phần picture cho các bạn. Không phải dùng cái đó. Bởi vì tôi sau này tôi dạy các bạn, tôi cũng không áp ảnh ở trong DB. Các bạn thấy nhá. Khi các bạn làm employee có bao nhiêu ảnh? trong cái note queen ấy. Đến đi. Sao cứ phải chờ đợi nói phải hiểu mà làm chứ. Đấy các bạn không biết việc. Bao nhiêu bản ghi? Chục cái là căng. Đúng không? Dạ. Có mỗi một chục bản ghi mà khi mà thực hiện query bằng PHP ra nó mất khoảng gần 1 giây. Đúng không? Dạ. Cái đoạn 3 năm á. Dạ. Đúng không? Nó mất gần 1 giây. Nếu mà sau này nó rơi vào tầm 20.000 user thì sao? 20.000 employee thì sao? 1 giây, gần 1 giây, 20.000 chia cho 10 là bằng bao nhiêu? Là bằng 2.000 giây. Ừ đúng không? 2.000 giây là bao nhiêu phút rồi? Đúng nhá. Đấy là lý do vì sao không ai up file ảnh vào trong DB cả, mặc dù nó lưu trữ được. Thế cho nên bây giờ bạn có học cái đấy cũng chẳng giải quyết vấn đề gì cả. Cái gì mà mày nhảm nhí cái gì đấy? Tôi chẳng hiểu ông đang nói cái gì cả. Hiện tại thì đang là như thế. Hành động hiển thị danh sách cũng là một file PHP này. Hành động thêm cũng là PHP này.
một file PHP này, sửa cũng là một file PHP này, xóa cũng là một file PHP riêng này, đúng không? Ông đang nói những cái thứ tôi không hiểu đấy. Nhưng mà nếu mà thầy đang giải đây là thực hiện trên cái trang mà mình đã tạo. Ông nói cái gì? Có đứa nào hiểu không? Ông làm sao ông tìm cách ông giải thích cho tôi hiểu đã? Tôi không hiểu ông đang nói cái gì. Ví dụ như một người dùng. Ừ. Người ta muốn đăng một tin tức lên. Ừ. Thì người ta phải tạo ra, phải update thì phải là phải tạo được một trang mới đúng không? Không. Sao lại phải tạo trang mới? Tất cả những cái gì người dùng được tương tác là những cái thứ do chúng ta code ra, chứ không có tạo trang khác, trang khiếc nào cả. Ví dụ đây nhá. Ví dụ như này. Đây nhá, ví dụ quản lý bài viết đây đúng không? Rồi. Đầu tiên là có danh sách bài viết này. Được chưa? Bây giờ tôi muốn tạo một bài viết mới. Đúng không? Thì tôi cho người ta một cái nút bấm. Được chưa? Ở đây là cái tên này, đây là cái tên danh mục cần phải chọn này. Một chọn một trong những cái danh mục này. Xong chưa? Rồi tiếp theo. Đây là trạng thái này. Rồi thì slide các thứ kiểu tên tác giả này. Thông số SEO này. Đây, ngày xuất bản này. Chọn một ngày nào đấy. Tiêu đề bài viết này. Đây, các bạn tích đây. Nếu tôi muốn bôi đen, đấy, bôi đậm, bôi nghiêng, căn giữa, làm gì làm. Được chưa? Xong tôi lưu xuống, cái thằng của nợ này để nút lưu rồi. Có ai trưởng? Rồi, đấy, bấm vào tầm, làm giao diện hơi bị ngu. Được chưa? Hiểu cách làm chưa? Còn thắc mắc gì không? Đấy, cứ cho cái gì ví dụ trực quan là dễ hiểu. Làm đi, ô hay. Còn đứa nào thắc mắc gì thì thắc mắc. Làm từ cái dễ trước. Gì? Đừng hỏi tôi lần trước ông làm về cái gì nhá. Đến tao ông còn chẳng biết thì tôi biết làm sao được. Ông ý là bảo lần trước. Thank you.